Why, wieso? Why not? Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Hero đây. Và đã lâu lắm rồi mình không có làm clip về hướng dẫn cho các bạn cách chơi các deck như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với một cái deck mà gọi là hiện tại thì gọi là hơi phế rồi, khi mà đã sẽ có rất nhiều thẻ nó đép cái này. Và hôm nay mình sẽ làm cái clip về Sparky với Ryan. Và các bạn cũng biết là Sparky thì đây, xem qua một vài thông số thì mình cũng thấy là hit speed của nó là có 5 giây liền, trong khi là cái vùng rộng của nó chỉ có 4.5 thôi, khá là thấp. Và cái nó khá là tù khi mà sử dụng ở các deck hiện tại, khi mà đấu trên các đấu trường hiện tại. Như tại vì là hiện tại thì họ sử dụng các deck này sử dụng rất nhiều, như con Electro Wizard là một con này, khi mà nó xài cái này á thì con Sparky nó sẽ bị reset lại thời gian, bởi thời gian để tính đến đam, rất chi là khó chịu. Và đấy, các bạn thấy là hiện tại Sparky thì dùng khá là ít, và chỉ có những cao thủ thì mới họ sẽ dùng dám dùng Sparky để leo cúp thôi và đánh Grand, đánh Challenge. Và một cái nữa mà mình muốn nói ở đây là Sparky thì sẽ kết hợp với lại các thẻ nào. Thì mình thấy là Sparky kết hợp với Grand là tốt nhất. Tại vì sao? Khi mà Sparky Grand ấy, với Sparky thì nó sẽ giữ khoảng cách vừa phải để con Grand nó làm tăng, làm bia đỡ đạn cho con Sparky để chúng có thời gian để bắn. Và tại sao mình không dùng những con khác như là kiểu ví dụ con này chẳng hạn, tại vì con này nó chỉ đứng lại nó bắn thôi, nó không có đi. Mà khi mà hai con mà nó dừng lại cùng một chỗ, đại loại như kiểu là nó sẽ gặp như kiểu là Winzard hoặc là mấy con chưa dùng lốc ấy, dùng Tornado kết hợp với lại đấy, kiểu đấy thì sẽ chết hai con luôn, sẽ rất là phí, nên là mình sẽ không sử dụng con này. Và thường ở trong các deck hiện tại mà họ cũng không sử dụng, ít khi sử dụng Royal Grand này nó kết hợp với Sparky, rất là ít. Vậy là điểm yếu của cặp đôi này. Đôi khi họ cũng có thể sử dụng như kiểu con nào mà có khả năng làm bia đạn được, đại loại như kiểu là Bowler này. Bowler chẳng hạn, Bowler nó cũng có thể làm bia được, nhưng mà Bowler này máu yếu. Hoặc cũng có thể là kết hợp với lại Grand Skeleton, nhưng mà con này nó hay gọi là phân hay bị sao nhãng, tại vì nó gặp những con quân nào ở trên đường nó cứ đi lên đi xuống rồi đi lại rồi, nó không có tập trung mục tiêu làm building các cái tower này. Còn cái con ram này nó đi nó chỉ đánh building thôi, mục tiêu của nó chỉ là building thôi, nên là nó nói chung là kết hợp với cặp đôi này là đúng và chuẩn. Và sắp xếp qua một cái bài deck này thì mình phải sử dụng, tại vì là mình đã tốn hai thẻ là đánh ở mặt đất rồi, thì mình cần phải có những cái thẻ khác để hỗ trợ trên không. Và mình sử dụng là 13 minion và mình cần sử dụng giáp, vì khi mà sử dụng khi mà mình mang Grand đi thì thay gặp Infernal thì mình phải sử dụng giáp để mình giật đó. Tiếp theo là mình cần phải có bổ trợ thêm về đánh trên không, thì mình sử dụng là Tornado và Wizard. Các bạn cũng có thể sử dụng các thẻ khác, nhưng mà mình thì hay sử dụng Tornado. Mình hay sử dụng Tornado và Wizard, cặp đôi này cam combo khá là ngọt. Và mình cần một cái thẻ nữa là thẻ mà gọi là thẻ điều kiện để thắng. Thì bạn có thể sử dụng như là Gold Barrel, có thể sử dụng là Hawk Rider, hoặc cũng có thể sử dụng là Miner. Về những cái này nó sẽ tấn công vào trụ luôn. Và đôi khi cũng có thể sử dụng là Grab, nhưng mà mình cũng chưa test. Nhưng mà hoặc cũng có thể là Princess, vì Princess nó cũng không cần phải đi bước qua cầu mà có thể bắn được. Và mình quên một nói một điều nữa là mình cũng có thể là sử dụng Golem với kết hợp Sparky. Nhưng mà ở trong cái deck mà Golem kết hợp Sparky ấy, nó rất là nặng, nên các bạn phải dùng luôn cả kết hợp luôn cả bình EC, bình Collector ấy.
Ok, và một thẻ nữa mà các bạn, khi các deck này mình sử dụng là khá là nặng rồi thì mình cần phải sử dụng một cái thẻ mà nhẹ, một cái thẻ nhẹ, một Eli nữa. Thì mình sử dụng là con Skeleton này, Skeleton này 4 cái. Thì nó cũng có thể đánh lạc hướng được. Hoặc cũng mình băng, các bạn cũng có thể sử dụng là Goblin này, cũng có thể là Spear Goblin này. Đấy, kiểu đấy. Đại loại là như vậy thôi. Và bây giờ mình có thể hướng dẫn cho các bạn. À, mình có test một vài trận và mình có test rồi. Thì mình thấy là đánh cái Stargy thì khá là tù. Khá là tù, khá là chậm. Thường là chủ yếu là để dồn quân thôi. Và bây giờ các bạn có thể xem một vài trận đấu mình đây. Bắt đầu vào trận đấu mình thua đi. Thua là trận đây. Đây là trận đầu tiên mình đã thua này. Đây các bạn có thể xem nhé. Rồi mình sẽ bình luận ở trong đấy luôn. Ok, xem. Thì đầu tiên là trên cái thẻ, trên cái deck của mình nó không chưa có một cái thẻ nào ấy. Thì mình phải đợi xem là đối phương ra cái gì. Và mình cũng có thể thả luôn mấy con Skeleton luôn. Vì mình đỡ đằng sau mình thấy là mình có Goblin Barrel rồi thì mình xả Skeleton luôn để nó dừng chỗ. Thăm dò xem đối thủ có sử dụng cái gì. Tiếp theo là đối phương chuẩn bị ra ra Hawk. Hawk Rider thì mình sẽ dùng đáng lẽ tên này là mình phải sử dụng Wizard. Tên này sử dụng Wizard thì đúng hơn. Nhưng mà tên mình sử dụng sai. Sử dụng Wizard thì sẽ đúng hơn. Đấy, lỗi tên đầu rồi. Các bạn đánh mà lỗi tên đầu thế này thì mình sẽ rất là khó khi mà mình cung mình lượng được dòng. Khi mà cái deck này của mình các bạn mà thấy là không nhanh ấy, vì trung bình của nó là 3.6 rồi thì nó sẽ cycle nó không nhanh. Mà ở trong những tên đầu mình đã thua thiệt như này thì mình sẽ khó lượng được dòng đó. Khó lượng được dòng. Mà gặp những cái deck mà kiểu cấu thẻ như thế này thì mình cũng khó lòng mà mình có thể lượng được dòng luôn. Nên là cái nhận thua trên những cái ván kiểu này là mình đúc. Các bạn cứ để các bạn cứ phải đánh những kiểu này để các bạn cứ chậm mà chắc thôi. Cứ đợi xem đối phương ra cái gì thì mình sẽ ra cái ngược lại để mình có thể công. Đấy, và mình xác định là cái tên này mình sẽ mất trụ rồi nên là mình sẽ không thủ. Mình sẽ cho con Ren đi thả đi trước và con Sparky đi sau. Và trong tên này thì con Winrat của mình không kịp ra. Con Winrat của mình không kịp ra. Vẫn ra được nhưng mà chết mất con Ren. Quá là phí. Mình tiếc tên này. Đấy, xong rồi tên này chết Sparky luôn thì coi như là nói chung là phần thua là 99.9% rồi. Quả đấy mà Sparky mà bắn được một cái thì mình lộ được dòng rồi đấy. Và bây giờ thì mình sẽ coi như là thua rồi. Cứ đánh thôi. Còn gì để mất đâu. Đấy các bạn cứ gặp thế nhá. Cứ mang Grand đi là chắc chắn hay gặp Inferno lắm. Nên là mình sẽ cầm thêm giáp nữa. Cầm thêm giáp để Ok, và trận này thua rồi. Mình quay lại trận khác nhá. Đây, tiếp theo một trận mà mình rất là thích. Khi mà Grand mà gặp Mota thì Mota cực kỳ là ngu. Cực kỳ là ngu. Khi mà Mota mà lại gặp Hawk ấy thì là Hawk cực kỳ khó đánh. Nhưng mà gặp Ren thì cục Mota cực kỳ ngu luôn. Ok, các bạn xem nhé. Đầu tiên thì đối phương chưa thả Mota đâu. Mình không biết là thả gì. Và mình sẽ thả Ren ở góc cuối cùng này. Ở góc cuối cùng sau trụ chính King Tower. Và đẩy lên và sẽ từ từ thôi cho Sparky, đợi Sparky lên. Thời gian đấy đủ để ra được Sparky. Đối phương phải thủ luôn. Nếu mà ra mà tấn công thì chết ngay. Phải thủ luôn. Và trận này đánh thì quá dễ luôn. Đấy. Khi mà đối phương đã ra cung rồi thì mình cứ thế bắn thôi. Cứ quăng Goblin ở chính giữa thôi. Không cần phải lệch đi lệch phương nào, lệch phương đâu hết. Ném xa, ném gần, không cần thiết. Và chiến thuật cứ như vậy thôi, mình cũng cứ thả Ren đi dưới cùng. Đây, phần bên này. Và sau đó là mình sẽ đợi cho các cái thẻ khác ra, có thời gian để ra thôi. Tên này mình sẽ dùng Brando và kéo Hawk về phía để kích hoạt trụ chính. Thực ra là tên này mình cũng không cần thiết thôi. Nhưng mà thôi cứ thả đây cho nó đủ bộ.
nó đúng quy trình. Tiếp theo thì đối phương chế phái thủ thôi. Thả con rocket cũng khá là thông minh nữa, nhưng mà chỉ giết mới Sparky. Đấy, mà khi đây cũng là một kinh nghiệm cho các bạn mà sử dụng hay gặp Mota ấy, thì Mota thì thường sẽ sợ Ren thôi. Thường hiện tại thì cái deck Mota thì lộng hành khắp mọi nơi, mình rất là ghét. Sự là gặp deck đấy thì mình khá là ức chế luôn đấy. Phần thua gặp deck Hawk Rider của mình thì thường là 99.9%. Nhưng mà gặp hôm nay mình cầm cái deck này thì mình thành lại cực kỳ hay. Các bạn để ý trong turn này mình cũng có thể sử dụng Tornado kết hợp với lại Sparky để kéo về và bắn bùm phát chết luôn được con Hawk Rider. Turn này thì mình không cần thiết phải thủ, ra thủ cho đủ đúng quy trình thôi, ra mình không cần thiết. Mình có thể dồn quân và mình đan kêu luôn rồi ba trụ luôn. Đấy, các bạn cứ thả Grand bên này thì con Motomota nó sẽ tự động, nó sẽ bắn được quân nó thôi, cho bốn em xương bên kia làm việc. Ok, thực sự là khá là đơn giản đúng không? Tiếp theo một trận nữa mà mình rất là thích, mà trận này cực kỳ hay, mình xem mình chơi đau cả ruột đây. Đây nha các bạn, để ý cái deck này á, thì nó có con Electro Wizard này. Con này cực kỳ là thốn khi mà gặp Sparky, thì Sparky nói chung là kiểu mặt đần như cứt ngâm ấy. Rồi xem ạ. Đầu tiên mình qua Goblin Barrel thì mình cứ chuẩn bài thôi, cứ quăng để thăm dò xem đội bạn có ra gì. Không gian thật là yên tĩnh. Đấy, cứ có Tornado là chắc chắn là nó sẽ kéo về cái hoạt trụ chính thôi. Tờ này thì đội bạn cực kỳ manh động khi mà thả Ballon Bolon gì đấy. Nói chung là thanh khí cầu cực kỳ manh động. May quá là lúc đấy là mình đã có được em Winzat thần đương rồi. Tờ này mình sẽ kéo về, kéo còn dùng tô đô kéo về. Cực kỳ là hên. À, nhưng mà hên chỗ nào nhỉ? Nó thật sự không chả hên gì. Nói chung là tên đầu mình tấn công thì mình đã được lợi thế rồi. Bây giờ mình biết bài là đối phương đã có gì rồi. Còn con Miner nữa, nó đang giấu nhà ấy. Tiếp theo là mình cứ từ từ mà đánh thôi. Đối phương ở trong tình thế này là phải tấn công thôi, không thủ. Tơn này mình không cần thiết phải sử dụng Tornado, không cần thiết, mình sử dụng để dành tơn sau. Đội bạn ra con Electro Nguyên Giác luôn. Ra con Electro Nguyên Giác thì mình yên tâm, mình thả Sparky thôi. Đấy, con Sparky nó có một cái kiểu là nó đứng nó dặn mãi, nên nó có đủ thời gian để con Ram nó ra luôn. Còn nếu mà nó đi nhanh á, giống kiểu con Nguyên Giác thì nó lại lỡ tơn mất, lỡ lứa. Đội bạn hiếp dâm luôn con Sparky của mình. Sợ. Một mình với em trên lên kia cân ba. Thế tình thế này thì mình lợi thế là thuộc về bên kia rồi, mình khá là đau đầu đấy. Tiếp theo là xem đội bạn ra gì. Chắc chắn là sẽ vẫn thả kiểu vô lên thôi, bất ngờ thôi, tấn công thôi. Thường nó sẽ thả góc giữa rồi. Nên là mình sẽ thủ trước, sau đó mình sẽ phải dồn cái tấn công thôi. Sparky đi sau luôn. Đội bạn bây giờ là phải thủ, không thể tấn công được. Đấy, mình dùng Tornado để kéo nó ra, kéo con cần ai ra. Mà may quá tên này thì con tên này mình cực kỳ may khi mà cái con Electro Wizard nó chết luôn.
Đấy, bây giờ thì đối phương phải thủ thôi. Phải thủ. Mình là mình cứ dồn thôi. Cứ dồn, dồn ép thôi. Cứ cho Ren đi trước xong rồi Sparky với lại Vinzat đi sau. Đợi trận này thì mình ra là không, không còn gì để mất đâu. Đánh trong tư thế là vui vui thôi nên là cũng không phải rất tinh thần rất thoải mái. Này thì mình sẽ dùng Tornado mình kéo ra. Đấy. May quá. May quá không bị giáp nó không lên. Người nó đang còn xử lý mấy thằng kia nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho Ren đi lên. Đứng làm tăng làm bia đạn thôi. Em Ren này thì nó mặc áo rách khổ thế chứ. To quá mặc áo rách. Bây giờ mình cứ dồn quân mà đánh thôi. Và trong tên này thì mình xử lý khá là đơn giản khi mà sử dụng Tornado để kéo con Bolan nó về. Con tên kia thì con nguyên giác, con Paki của mình không chết, bắn được một cái đòn giá trị. Đòn giá trị đấy. Giá trị được cả ngàn lượng vàng. Mà đấy là mình 3-0, 3-1. Thì cứ thích. Ok, bây giờ mình sẽ xem một trận. Một trận đây. Đây là một trận Lavalon. Lavalon. Thì Lavalon này thì mình sẽ yếu thế hơn. Khi mà có đội bạn có cả Lightning nữa thì sẽ làm chết con Vizard của mình bất kỳ lúc nào. Khi mà chết con Vizard của mình thì sẽ chết combo mà rất khó. Thì sân bài mình cứ phải thả con, chúng ta phải thả con Ren ở góc cuối nha. Không được thả chốc trên đâu. Cứ góc cuối thôi. Và cứ đi từ từ và đợi Sparky xuất hiện. Nhưng mà thường đánh ấy, thường các bạn phải để là Sparky phải giấu. Giấu phía sau. Giấu các tác thương sau khi nào mà đủ mình có phải là mình thấy thời điểm hợp lý thì mình sẽ xa Sparky. Chứ nếu mà các bạn mà thả Sparky ngay từ ban đầu ấy thì thường là các bạn sẽ bị lỗ bài. Lỗ bài và như vậy là sẽ thua. Thường là sẽ lỗ bài thì mình sẽ rất là khó đánh. Thường các cao thủ là thường sẽ giấu bài đến cùng. Ở tân đầu mình đã tấn công, mình đã được hơn lợi thế rồi. Vinzat đứng ở sau. Thực sự là khi mà sử dụng con Grand này làm tăng, làm bia đỡ đạn cho tất cả các con khác như kiểu Sparky này. Hoặc là đôi khi là sử dụng với lại con Polar này. Princey cực kỳ hay luôn. Hôm sau mình sẽ làm một cái deck về Princey. Mà con bây giờ người ta dùng ít, khá là ít. Nhưng mà khi mà kết hợp với đúng các thẻ bài ấy, thì sẽ là combo cực kỳ mạnh. Nhất là đôi ngựa là Princey và Dark Princey. Kết hợp với lại em Pekka nữa thì quá hay. Nhưng mà deck đấy thì thường nó sẽ tù khá là khó khi mà sử dụng, khi mà đánh với lại các cái kiểu như là cycle nhanh hoặc là cấu rỉa thì thường nó con xử lý khá là khó. Ok, quay lại trở lại trận đấu nào. Thì mình sẽ dùng Vinzat và xử lý thôi. Ở trong trận này thì Vinzat sẽ thường phải là gọi là cân tim anh hùng ở trong trận này. Lava nổ rồi thì mình sẽ cho con Ren đi lên để làm tăng thôi. Đấy, các bạn thấy không? Lightning bắt chết Vinzat luôn. Thì khá chết combo luôn. Bây giờ là mình phải sử dụng ở trong trận này thì Sparky nó không thể hiện được, không thể hiện được điều gì thì bị là đối phương sử dụng cả Mega và Minion thì thả Sparky khá là chết ngay. Nên là mình sẽ không sử dụng cái đấy. Ở trong trận đấu này thì Vinzat là anh hùng ở trong đây rồi. Trường hợp này mình sẽ sử dụng Vinzat Tornado kết hợp thôi. Những chiếc bài này thì mình đánh từ quá là quen rồi. Và bây giờ giật Lightning thì cũng không nghĩa lý gì. Đấy, các bạn có thể thấy là khi mình đánh Lavalon thì Paki chỉ là để trưng thôi, để trưng bày thôi, để xem cho nó vui ra mắt thôi. Chứ còn chả làm gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ đến một trận thua. Một trận thua này, cái deck này nó khá, bây giờ thì nó khá là phổ biến rồi. Khi mà sử dụng cổ mộ với lại kết hợp với lại Electro Wizard này, Knight này, với lại con Skitriner này. Ok, bây giờ mình xem nào. Xem mình thua như thế nào nhá. Vì là trong khi mà kết hợp Grave mà lại kết hợp với lại Poison đó thì cực kỳ khó xử lý, khá khó xử lý, khá là khó.
khi mà ở trong cái kiểu này á, mình phải sử dụng là question để mình xử lý thôi, để hạ cái combo kiểu đấy, chứ không mà các bạn cứ ra những con khác ấy thì kiểu là mình sẽ bị thua thiệt luôn ngay. Hoặc là đôi khi các bạn có thể sử dụng Goblin ngang cũng xử lý được, nhưng mà cũng sẽ chết thôi. Chuẩn bài vẫn là sử dụng question đấy. Các bạn có thể thấy là khi mà Sparky mà gặp em Electro Wizard thì nó mặt bẩn như cái ngầm luôn đấy. Tuần đầu này mình còn xử lý được, mấy tuần sau mình cứ bị rối đấy, đội bạn ra potion luôn. Mấy con Wizard nó không có chạy đi mà nó cứ đứng yên đấy thì chết luôn, tiếc. Con Wizard mà nó chạy lên một chút thì mình có thể là xoay ngược tình thế rồi, tại vì đã có Graham ở trên rồi thì mình khá là yên tâm. Ok, tiếp theo xem các bạn đôi bạn xử lý như nào này. Vẫn cái bài cửa dứt thôi. Mình thì bây giờ mình sẽ cho Sparky lên. Nhưng mà ở trong cái turn này thì Cycle không nhanh được. Mình phải còn lo chống Grave nữa. Xong rồi còn Poison nó ra luôn. Xong rồi em Wizard lại chạy lên nữa. Bài khá là xấu. Bài rất xấu luôn ấy. Bây giờ lại con Electro Wizard ra luôn, chết luôn cả mấy em kia. Đấy, các bạn có thể thấy là cái cycle như kiểu đấy rồi, mình đã chung thua rồi. Barrel thì bị lock này, xong rồi cũng còn dùng Tornado cũng có thể kéo này. Bây giờ thì chả còn gì nữa. Nói chung là trận này thua thì cũng đúng rồi. Ok, các bạn xem trận khác nào. Xem cái trận đây. Và lúc nãy mình đánh Grand thì mình chỉ được lên 6 thôi, khá là khó. Và ít người sử dụng Sparky để đánh Grand lắm. Đánh Challenge gặp cái deck câu dĩa này thì mình với cái deck mà mình hay sử dụng của mà mình Hawk Rider kết hợp Panky thì cân kiểu này rất là dễ luôn. Nhưng mà cặp với Sparky này thì khó. Mình thường là phải dồn quân thôi. Thì chấm bài thì mình cứ phải thả Ram ở góc này. Đi từ từ và đợi các bạn lên thôi. Bên kia thì có sự thả. Đấy, tài hữu. Ở trong tuần này mình không. Thực ra là mình khá là chần chừ khi sử dụng Zap. Nhưng mà biết là deck này á có sử dụng là nó có chắc chắn là có Infernal, nên mà mình đã để dành giáp ở tuần sau. Tuần này tuần trước mình chết con Wizard thì cũng không hề ăn gì, và tuần này mình hiện tại thì mình đã giành lợi thế rồi, biết đội bạn là mang deck gì rồi, mang thuộc bài trong lòng bàn tay rồi. Thì bây giờ mình đánh ấy, mình cứ đánh theo chuẩn bài thôi, cứ từ từ thôi. Okay. Giờ mình sẽ dùng Tornado kéo ra, kéo về kích hoạt trực tuyến. Bình thường á, nếu mà không có cái chắn ấy thì thường con hóc nó sẽ đập trụ của mình một cái. Tuy nhiên ở trong cái trường hợp này ấy, thì con Ren nó đi góc này thì con hóc nó không đập được cái bên trụ bên trái bên phải một cái nào ấy. Hợp tơ này khá là hên. Bây giờ mình sẽ thả. Mình không ngờ là cái tên đấy thì đội bạn đã ra có con gần ai và nó hết Ellie. Nên là mình thì quăng ở trên kia thì mình không lừa được. Nhưng nếu mà đúng ra ấy, nó mà thả gậy ra thì mình lừa được ấy. Ok, các bạn xem nào. Tiếp theo trận đó là. Đấy, mình sử dụng giáp luôn. Mà giáp ở trong, ví dụ như là ở trong trường hợp này mà nó có hộ công ấy, thì giáp ở trong cơn này thì đúng là hữu ích. Nhưng mà có mỗi mình con Grand đi lên thôi thì nó không đập được cái Infernal, và nó đập xong thì nó chết luôn. Tình thế bây giờ khá là khó rồi.
thấy cho brand lên. Đợi bạn vừa ra giáp luôn thì mình quăng, mình phải quăng nó luôn. Hiện tại thì đang cân bằng rồi. Và trong tình thế này thì mình không sử dụng Sparky nữa. Mình không sử dụng Sparky nữa vì khá là tù. Nếu mà sử dụng Sparky ở trong cân này thì mình thì công sẽ không nhanh. Nên là các bạn cứ mà nếu mà đánh Sparky thì nên cân nhắc trong việc sử dụng thẻ này nhá. Ở trong trường hợp nào thì mình nên sử dụng, còn trường hợp nào mình không sử dụng. Khi mà ở trụ bên kia nó chỉ còn một vài máu ấy thì các bạn nên sử dụng đánh bất ngờ, cứ đợi cho quân bên kia nó đợi cho quân bên kia nó cứ thả xong gấp mình phải thả bên con vi giáp bên này bắn luôn. Thường xong kiểu mà thả đánh bất ngờ kiểu đấy ấy, người ta thường áp dụng cho kiểu bao cô tiên đánh hay bất ngờ lắm. Ok, bây giờ mình xem một trận này nhá, còn hai trận nữa thôi, hai trận là mình kết thúc rồi. Trận này thì đối phương có Winzard này, có Elebaba này, có Wish này, có Minion. Những cái thẻ bích mà thông thường ấy, sử dụng mà Ren ấy, thì thường nó cũng sử dụng cái kết hợp với lại Wick này hay là Balon, thường là sử dụng kiểu đấy. Kết hợp kiểu đấy nó làm cái đấy khá là phổ biến. Đấy, bây giờ mình trong trường hợp này mình phải sử dụng Grand ra để làm bia đạn thôi. Giáp luôn rồi chết là bị giáp. Đấm được cái rồi chết luôn. Em ruồi vẩy được hai cái. À vẩy được cũng cái thôi. À, các bạn tua nhanh nhá, tua nhanh xem. Mà đó là trận thứ 6 mình đánh đấy, còn đây trận thứ 7. Trận thứ 7 mình đánh thì gặp cái deck này thua sấp luôn. Và các bạn cũng hiểu là tại sao thua nhé. Vì đơn giản là mấy con 3 Musketeer này nó vùng rộng của nó là đến 6 cơ. Và hơn một cái nữa là mình đánh trong cái trận này mình đánh lỗi quá nhiều luôn, Ok, và bạn xem nhanh nha. Xong cái trận này thì mình sẽ review lại cho các bạn một số kinh nghiệm mà mình sử dụng deck Sparky. Nếu các bạn có yêu con xe điện này thì xem. Cho tua như 2 rồi. Và trong tuần đầu thì mình đáng lẽ ra là mình phải tấn công ở bên phải này, nhưng mà mình thả bên trái, thả lệch. Và xong cái turn này mình thả sử dụng turn này mình xử lý lỗi này. Đáng lẽ có turn đô ấy mình để dùng sau cũng được. Turn đô mình dùng sau đấy là gom tất cả lại và bắn thì Sparky là
cực kỳ hay luôn. Nhưng mà tôi nói mình dùng sai này, bên sau đấy là mình lại sai tiếp nữa. Đấy, và trong tuần này mình combo sai, combo cũng chết luôn. Đấy là mình thua trong tuần này, khăn tiếc. Thực ra nếu em đánh kiểu này ấy, gặp deck này thì mình thấy là mình không phải thua đâu, nếu mà đánh chuẩn bài không thua đâu. Nhưng mà xử lý lỗi 3-4 lần luôn ấy. Đấy, và các bạn sẽ xong rồi. Bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn xem với những cái gì với lại Sparky thì đấy là mình đã nói rồi. Và bây giờ mình tóm tắt lại nhé. Thứ nhất, để đánh được Sparky thì các bạn phải quen với kiểu là đánh chậm dồn quân. Và thứ hai nữa là phải có kết hợp với lại Grand nhá, không kết hợp với lại mấy con khác đâu. Grand sẽ là chuẩn luôn, chuẩn bài. Và khi mà sử dụng khi mà thử thả Sparky ấy, khi mà thả Sparky mà không có Grand để làm tăng để làm bia ấy, thì các bạn nên phải có những con hỗ trợ để bắn trên không, hoặc có những con mà nó đi trước để mình có thể làm tăng cho con Sparky. Như kiểu ở đây mình có Skeletor này, nhiều khi cũng có thể làm tăng rồi đấy. Hoặc là mình có thể mình phải thả đi cùng với lại Wizard hoặc là Minion này. Và không thể thiếu trong cái deck Sparky ấy là một cái thẻ mà mình có thể tấn công đối trụ, tấn công đối phương nhanh nhất, gần nhất. Và mình gọi là gì nhỉ, thẻ điều kiện để chiến thắng ấy. Nhưng mà nó cũng thẻ điều kiện để chiến thắng ở trong deck này thì thường là chỉ là 50% thôi. Vậy chủ yếu mình đánh chủ yếu là Sparky mà. Thì mình có thể sử dụng cái kiểu là Barrel, Hawkrider, Princess, Miner. Đấy, nên đại loại là như thẻ điều kiểu đấy. Và không thể thiếu trong cái deck này là thường phải có giáp. Phải có giáp nhá. Bởi vì gặp mang Grand là thường gặp Inferno lắm. Đấy. Và một lưu ý nữa là lưu ý cho các bạn trong những trường hợp là khi nào thì mình cần sử dụng Sparky và khi nào mình không sử dụng Sparky. Đó là tùy vào trường hợp mà những trận đấu mà mình sử dụng Sparky hay không. Ví dụ như ở trong cái trận mà mình đánh với lại Lava đấy thì mình không thể sử dụng Sparky được, vì sử dụng Sparky mà ở bên đấy có team là thường nó sẽ có dùng là Mega này với lại Mion thì Sparky dễ chết lắm và rất là phí khi mà 6 Eli liền. Và đấy là tất cả những gì mà mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng Sparky. Nếu các bạn có những cái gì những cái ý tưởng hay, những cái góp ý cho mình thì sẽ có những để có bài viết này nó hay hơn thì các bạn comment cho mình biết. Và nếu các bạn thấy hay thì nhớ share cho mình, like và đăng ký kênh của mình nha. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Mình sẽ làm nhiều clip hơn, dạo này mình lười quá.